Hôm nay anh em mình tiếp tục săn cá trôi và cá ngạnh mọi người nhé. Chủ yếu ra đây nước rừng cao là đi săn cá trôi. Giống năm ngoái mình cũng ra săn ở khu vực lồng cá này mọi người này. Hy vọng có cá trôi và cá trạch, cá ngạnh mình câu cá ngạnh, câu mười ong, còn mười giun mình đánh cá trôi. Có ba anh em đi thôi. Hôm nay cần thủ quang nó bận không đi được. Đây có mình và bạn Xuân và bạn Bình. Ba anh em ngồi đây đánh, chủ yếu đánh cá trôi và cá ngạnh mọi người ạ. Trời nắng trong xanh rất đẹp. Đủ người đăng ký thôi chứ cũng còn lâu. Mình đánh một cần câu giun mọi người, hai cần câu ong, vì hôm nay còn số lượng ong rất nhiều, đánh thì không nó chết hết. Mình câu hôm nay nữa cho nó hết 10 ong thì hôm khác chẳng có, mọi người hết mùa rồi không bắt được. Hôm nay nước lên khá sâu, nó sâu chừng 20 mét thôi, không được 25 mét đâu. Chừng 20 mét cước mọi người ạ. Quá châu Phi chứ, quá châu Phi. Có cá mọi người ạ. Cá ngạnh chứ. Châu Phi. Đeo cá leo ấy chứ. Châu Phi em nói vậy. Anh cược với em này. Cược luôn. Con này không có ngạnh bự lạ chứ, châu Phi câu dưới đáy sát mấy chục mét thôi thì em lại đùa chứ. Không, ngạnh thôi, không nặng nặng lắm. Để run chứ. Cái cây. Cây làm sao đấy, nó ôi chúng mồm nó đúng móc một đít đấy. Đâu quấn thôi, nhưng mà móc mồm này để nó ngồi bên quấn vào thôi, nó tràn ai để câu bá đạo kiểu buộc đuôi thế này mọi người. Nếu móc mồm sau nó giật phát nó quấn vào đuôi, phải trách tiếp cửa được là phải. Con đi hai lưỡi mà, hai lưỡi nên là một lưỡi ăn mồm này, một lưỡi bóc vây luôn. Không làm gì nổi. Sao chuyện ra được nữa. Ngạnh như tham dự đầu tiên. Đấy. Con nào có nha. Hắn là đến ăn là anh sẽ ra được 5-6 con cho chú coi. Cần thì có hiện tượng ấy. Đang đá thôi, chưa được đâu, chưa được đâu. Để cho nó nháy đi. Con nào đến đấy. Cần của anh Bình ăn kìa anh Bình ơi. Cần kia ăn kìa. Cần anh chống ở chỗ cái đó. Cá rô mưa nó lên dĩ mà. Hắn vừa mới kéo xuống bật lên á. Cá rô phì. Ờ. Một nhóm ong nó cũng có ăn mọi người ạ, nhưng nó dĩa. Hôm nay đạp đầy đây toàn cá bé này. Nên nó không cắn mạnh. Dĩa ăn, con run này. Hôm nay lại ưa run được không? Số luôn. Láo thật ạ. Nặng lại cái số luôn. Ôi, díu rồi chứ. Thay mồi. Trời lát hết. Anh nghe nháy mà. Nhưng mà không giật được. Chứ anh nâng lên thay mồi không còn mắc rồi chứ. Ngạnh nó lá rồi đó. Ngạnh nó giật thì thôi đó. Nó sâu mà cái sâu quá là thiết, sâu tầm mấy mét thì còn thấy giật được. Sâu tầm 20 mét đổ lên là không giật nổi mà. Nó to đó chị. Em cũng ăn được. Cái mồi. Ăn nhưng phải nhúi nhúi tí. Anh nháy rồi. Ngon mọi người, mình cứ không nghĩ là nó mắc rồi. Nó nháy 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 thôi. Thành ra là nó ăn lâu rồi. Hôm được mấy con cá ngạnh to mà cái kìm thì cái cặp này không cắt được dâu nữa, là cạnh ngạnh nhưng mà phải lấy kìm nữa. Nó to cứng lắm. Wow.
Đấy, chừng cần câu run đấy, ăn mạnh này. Có bầy đấy. Mang đây một câu này rồi. Mắc rồi. Con to rồi. Không, bình thường vẫn mắc một cái chỉ lên rồi. Con định nhỏ thôi. Câu run này, Xuân này. Run vào lên con thứ ba ở đây. Thả mắt con rồi. Thầy chỉ. Ui, con cá rô to. Sao nó đạt sâu thế nhỉ rô á? Thế mới lạ mấy người. Câu cá ngạnh sâu 2 mét vẫn có cá rô to này. Hả? Lạ nhờ. Giờ mình thấy kiểu sâu 2 mét cá rô phi ăn đây. Ăn bình thường. Thế thì cá rô phi ở trên này không cố là đúng à. Thế mới hay chứ. Tại vì các ngạnh răng mà lôi chút cần mà lôi nặng thì tự tại lôi nặng cái đó thành ra là con rô phi chứ ngạnh là mình lôi nặng đấy đúng không? Hay chỉ. Chỉ mà thằng. Hay chỉ to. Cầm tay kia. Bắt cá rồi. À, cá to đó. Cá cứt. Cá thì người ta nâng người ta biết cải hay là viên chì. Ồ có cá đấy chứ không có mấy cá được. Ôi rô phi đúng rồi, rô phi nhá, đi tầm đúng rồi, rô phi đó Sơn ạ. Nhưng mà không to mấy thôi đấy luôn này, 20 mấy mét mọi người ạ. Láo nhỉ. Cách ở trên này câu anh Bình câu không được là phải. Ngồi xuống dưới khu vực lồng bè mọi người ạ, được có 4 cá ngạnh và 1 con cá rô to thôi. Cá nó không ăn, mình chuyển đây cho hai thằng bạn nó vào trong kia nó đi câu cá rô phi. Mình ngồi điểm này thả xem có cá ngạnh không mọi người nhé. Ăn may sau để con lăng con leo thì cũng không biết được mọi người. Rồi mới chuyển lại bắt đầu xuống cần. Mới neo thuyền vào cái vó bè người ta này. Mát lắm mọi người ạ. Này, điểm này câu mình đánh nha vào cái vó bè này. Vó bè người ta cách xa bờ hôm trước nó dừng chưa lên thì nó cũng tầm ngoài này, nó ra ngoài xa hơn là vô giữa lòng sông, nhưng mà giờ nó nước to này. Lòng sông nó chỉ ra ngoài kia một chút mọi người ạ. Đó, còn khu vực này thì rất đẹp. Bên đây thì bóng đồi nó mát xuống này. Mát lắm mọi người ạ. Nói chung là 4 giờ đổ đi ngồi đây nó mát, ngồi thoải mái, nó có gió hiu hiu. Cực kỳ mát luôn mọi người, chỉ chờ đợi cá ăn thôi nhé. Cá tới ăn mọi người ạ. Cây này mình thấy nó hiện tượng kéo này. Xem thế nào nha. Đấy, đang nhúi đấy. Nó không nhúi sâu mọi người ạ. Chờ đợi đúng 15 phút sau mọi người ạ. 15 phút sau là nó lại. Khá nặng mà có to. Úi trời. To mọi người này. Bự luôn. 15 phút sau nó đến này. Bự mọi người. Nó to nha. Này thì bự sướng rồi. Rồi,
Đây, ngạnh trắng cái loại này là loại cũng cũng khủng bố mọi người ạ. Sướng rồi đấy. Lên này chờ 15 phút có ngay. Bè nó hơi gió nó cứ trôi đi trôi lại hơi cựa một chút, xịt ra chỉ vào từng 50 mét là 50 phân rồi. Cứ đang trùng tự nhiên nó lại căng đét này. Chúng nước đang dâng lên mạnh thì mình nghĩ là cá nó vẫn vào bờ nhiều. Nhưng mà trong bờ thì không câu được cá này, nó mắc gây ấy. Mình bị câu sâu này nó hy vọng nó mắc ít đi. Câu sâu ăn may còn được cá lăng mày vậy. Còn chút mấy ong sắp hết rồi. Tôi còn đi bắt được một tổ ong nữa là câu được một hôm mọi người ạ. Hết mùi ong. Ý, cái này ăn mọi người. Cái này vừa thả xuống nè. Úi giời. Thế mà không được. Díu hẳn nhưng mà không làm. Hại thế. Xíu hắn nha mọi người ạ. Thế mà mất mồi luôn. Có để díu mạnh nhỉ. Thế mà còn không ăn được. Tiếc thế. Cái bên hình như đang ăn đấy. Đấy. Có. Ôi giật được mọi người ạ. Vừa giật sẫy kia xong chuyển sang cái bên này luôn. Ui xe. Ôi thôi sợ luôn. Trời ơi to lắm rồi con này. Thôi. Thế mới sẫy được chứ. Con này khá to luôn nhá. Xíu mạnh thế mà. Tiếc thế. Ăn hai cây liên tục. Con này khá to luôn mọi người ạ. Thế mà lại sấy được. Buồn quá. Nè ra kìa. Nó ăn luôn rồi này. Sấy luôn với tài. Con đấy lên được rồi. Con nó to giống con chiếc luôn. Kéo lại mình rồi nha. Nó dĩa thế mình dễ bị nó công mất con mồi. Mồi ong nó mềm mà. Cho mày díu. Nhăng. Cây bên này cũng có này. Nó đang díu này. Cây này mạnh rồi. Mày có dính không? Không bật được không mọi người? Không giật lúc nãy, giật nhẹ quá bị bật luôn. Này lại giật mạnh. Nó sâu mà. Úi giời. Úi chắc cầu rùn nó cũng ăn. Đây, có một đàn nó vào đấy. Đấy, úi giời, toàn còn to mọi người ạ. Đấy, xương chưa? Đây, to nhá. Hàng này hàng đẹp. Toàn hàng đẹp mọi người ạ. Ngon chưa? Chụp kiểu ảnh như nó khấn khởi. Đáng lúc có ăn ông lại giục về. Chờ mãi lúc nó ăn. Úi, cong. Cong rồi. Đang thả cần kia. Lên rồi con này khá bự mọi người ạ. Con này bự. Nặng, khá nặng này. Úi, giời ơi. Phê thế.
này khá bự, có to hơn con vừa rồi đấy. Kéo thấy mạnh lắm đấy, rồi to, thấy nó nặng mà mọi người. Ui giời mày nhá, sổ luôn. Ui xời, to, con trước sẽ yêu to vậy. Nó sâu quá mọi người, kéo nó không cẩn thận là sẽ dậy thật. Con nó nãy lên tầm đấy rơi bật mất. Lên luôn. Đấy, thả xuống đã, thả cần đã mới tính xong mọi người ạ. Lên phát bật luôn. Vui quá, vui quá. Đang giờ ăn các bạn lại bỏ về, chờ một chút nữa đi. Cá đang vào bầy. To, những cái con này sướng này. Bà bốn lạng mà kéo nó phê. Đang ăn mạnh mọi người ạ. Hai anh bạn mình lại bảo về, xong mình cứ đang gắng lấy cầu lấy 30 phút nữa. Cho họ cầu lấy cầu rồi còn sướng, không ăn kệ.